Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ việc hai phạm nhân là Phan Công Thành, sinh năm 1987 và Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, trốn khỏi trại giam Xuân Hà, đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 6 tháng 12 đang được dư luận đặc biệt chú ý. Cho đến thời điểm này, Ban giám thị trại giam Xuân Hà cùng các lực lượng chức năng tích cực tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Tuy nhiên, hai phạm nhân vẫn chưa bị bắt giữ. Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh này, đồng thời tiến hành vây giáp, lục soát khu vực rừng bần thuộc địa phận xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, nơi nghi vấn có thể hai phạm nhân đang lẩn trốn trong đó. Đây là khu rừng ngập mặn, rộng khoảng 3 hecta, tiếp giáp với xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, hàng trăm cảnh sát đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận khu vực trên để truy bắt hai kẻ trốn khỏi trại giam. Ngay khi phát hiện lực lượng chức năng huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng tội phạm bỏ trốn, người dân đã đổ ra rất đông để quan sát. Ngoài nghi vấn hai đối tượng trốn ở rừng ngập mặn xã Cẩm Hà, song sau nhiều giờ truy lùng không thấy các đối tượng, lực lượng chức năng đã tỏa đi nhiều hướng. Trong đó, các mũi truy lùng đã tỏa lên núi, lên các rừng tràm thuộc xã Cẩm Lạc, Cẩm Sơn, Cẩm Minh và những vùng lân cận trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên để tiếp tục tìm kiếm hai phạm nhân bỏ trốn. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong buổi sáng, đơn vị đã huy động 4 chú chó nghiệp vụ cùng hàng trăm cán bộ vào rừng, hỗ trợ các lực lượng truy bắt hai phạm nhân trốn trại. Trước đó, Thượng tá Cao Ngọc Diện, giám thị trại giam Xuân Hà, Bộ Công an ký quyết định truy nã toàn quốc với Thành và Hoàng về tội trốn khỏi nơi giam giữ vào chiều 7 tháng 12. Các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân được dán nhiều trên các khu chợ, kiosk, cột điện, tường rào. Đến tối ngày 7 tháng 12, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để truy tìm hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Xuân Hà, đóng trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, đơn vị này đã huy động tổng lực, lập các chốt tuần tra, rà soát tất cả các nẻo đường trên địa bàn toàn tỉnh. Tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn. Đêm 7 tháng 12, trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn, cảnh sát dừng nhiều phương tiện để kiểm tra hành chính, rà soát, khoang ghế, gầm xe, truy tìm hai nghi phạm trốn trại giam. Khi thấy cảnh sát dừng xe, một số tài xế ban đầu tỏ ra khá bất ngờ. Sau khi được giải thích đang truy bắt tội phạm nguy hiểm, họ rất hợp tác, một trinh sát cho biết. Hàng trăm cảnh sát đã tiếp cận truy lùng, song do rừng rậm, nhiều cây nên chưa có kết quả. Hiện, lực lượng chức năng đã dựng rạp tại bờ đê thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà. Xuyên đêm túc trực, theo dõi biến động, cảnh sát khu vực cũng được lệnh kiểm tra tình hình khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ, nhà khách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Một người dân sống tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên cho biết, các gia đình trong xã đã đóng cửa từ đầu giờ tối vì sợ hai kẻ vượt ngục lẻn vào nhà làm liều. Chúng tôi sẽ canh gác, nghe tiếng chó sủa, phát hiện tiếng động hay dấu hiệu bất thường sẽ lập tức gọi điện báo công an, một phụ nữ nói. Theo hồ sơ, Thành, 36 tuổi, trú huyện Lộc Hà, đang chấp hành hai bản án tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 19 năm. Hoàng, 39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm bỏ trốn, Thành và Hoàng đã thụ án được 2 năm 7 tháng đến 6 năm 6 tháng. Liên quan đến vụ việc hai phạm nhân trốn trại giam Xuân Hà, hiện nay, Công an Hà Tĩnh đã huy động lực lượng đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ người dân. 15 giờ chiều ngày 6 tháng 12, sau khi kiểm đếm phạm nhân, cán bộ quản giáo tại trại giam Xuân Hà phát hiện hai phạm nhân là Phan Công Thành, sinh năm 1987, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bỏ trốn. Ngay lập tức, chuông báo động phá vỡ không gian vốn yên bình tại cơ sở 2 trại giam Xuân Hà, đóng trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Thông tin về hai phạm nhân trốn trại lập tức được thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp truy bắt. Một lãnh đạo xã Cẩm Sơn cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương này đã giao công an xã phối hợp truy tìm hai phạm nhân nêu trên, đồng thời phát đi thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác. Sáng 8 tháng 12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, giám thị trại tạm giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an đã ký quyết định truy nã đối với hai đối tượng nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ vào chiều 6 tháng 12.
Hai phạm nhân bị truy nã gồm Phạm Công Thành, sinh năm 1987, ngụ thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp trước khi bị bắt, lao động tự do, đặc điểm nhận dạng, cao 1m75, màu da vàng, tóc đen, khuôn mặt hình chữ nhật, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc điểm khác, sẹo chấm cách 2cm dưới sau đuôi mắt trái, tội danh bị kết án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án phạt 19 năm, đang chấp hành phạt tù tại đội 28, phân trại số 2, trại giam Xuân Hà. Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, thường trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nghề nghiệp trước khi bị bắt, lao động tự do, đặc điểm nhận dạng, cao 1m7, màu da vàng, tóc đen, khuôn mặt dài, sống mũi thẳng, dái tai trúc. Đặc điểm khác, nốt ruồi cách 0,5cm dưới đuôi mắt trái. Tội danh bị kết án, mua bán trái phép chất ma túy, án phạt 20 năm, đang chấp hành phạt tù tại đội 28, phân trại số 2, trại giam Xuân Hà. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho trại tạm giam Xuân Hà. Địa chỉ: xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0916 662 838, 0941 762 888, 02393 845 438. Cơ quan công an khuyến cáo, bất kỳ người dân nào bao che, chứa chấp, giúp đỡ các phạm nhân đang bị truy nã sẽ phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật. Người dân cần có ý thức nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại địa phương khi phát hiện di biến động của hai phạm nhân trên. Ngoài ra, cần đề phòng các đối tượng đột nhập, khống chế nhằm đưa yêu sách phục vụ việc chạy trốn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cũng như tài sản. Cuối tháng 6 năm 2019, một vụ vượt ngục do Nguyễn Viết Huy, còn gọi Huy Nấm Độc, 34 tuổi, ngụ thành phố Phan Thiết, Nguyễn Văn Nưng, 38 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận, thực hiện đã gây chấn động Bình Thuận. Theo bản án, vào tháng 6 năm 2019, Nguyễn Văn Huy bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Nưng bị bắt về tội giết người. Cả hai bị tạm giam tại buồng giam số 5, dãy nhà B, khu B thuộc trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý giam giữ, Huy và Nưng bàn nhau kế hoạch trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận và đã thuê điện thoại di động từ phạm nhân tự giác Võ Ngọc Thiện với mỗi lần thuê từ 5 đến 7 triệu đồng. Sử dụng trong khoảng thời gian từ khoảng 17 giờ ngày hôm trước đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau nhằm liên lạc ra ngoài. Sau đó, Huy chủ động liên lạc với đàn em Nguyễn Minh Hoàng đề nghị mua lưỡi cưa sắt ném vào trong trại tạm giam để cho Huy cưa song sắt trốn trại. Hoàng đã nhét 6 đoạn lưỡi cưa sắt vào trong cây nêm, chả, bỏ vào trong bịch ni lông màu đen rồi nhờ Phạm Hữu Việt có nhà giáp trại tạm giam ném vào trong trại. Sau đó, Thiện nhặt các cây nêm, chả của Hoàng chuyển vào buồng giam cho Huy và Nưng. Huy và Nưng lấy 6 đoạn lưỡi cưa thay nhau cưa song sắt cửa thông gió phía trước buồng giam. Huy dự tính rạng sáng 30 tháng 6 năm 2019 sẽ cưa đứt song sắt để chui trốn ra ngoài. Nên đến chiều 29 tháng 6 năm 2019 đã điện thoại cho Hùng là lái xe taxi ở thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Phan Thiết để đón. Đồng thời, điện thoại cho Hoàng chuẩn bị quần áo, tiền để đón Huy, Nưng trốn thoát khi vượt ngục. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2019, thì Nưng và Huy đã cưa đứt 6 vị trí trên 3 thanh sắt, tạo thành một lỗ trống trên cửa thông gió buồng giam có kích thước khá nhỏ, chỉ cao 27cm, rộng 17cm, chéo 34cm, nhưng Nưng và Huy đều chui lọt ra khỏi buồng giam. Sau đó, cả hai leo qua bức tường thành trại tạm giam rồi leo lên mái nhà người dân, nhảy xuống đường Huỳnh Thị Khá, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết thì được Nguyễn Minh Hoàng đón và cùng lên xe taxi chở Huy, Nưng vào thành phố Hồ Chí Minh bỏ trốn. Đến ngày 4 tháng 7 năm 2019, Nguyễn Minh Hoàng bị bắt tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Huy Nấm Độc bị bắt tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang một ngày sau đó, còn Nưng bị bắt ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm, xâm phạm đến chế độ giam giữ, phạm tội có tính tổ chức, lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị kỹ lưỡng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Các bị cáo phạm tội khi chưa xóa án tích nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục chung. Trong vụ vượt ngục này, hội đồng xét xử nhận định Huy Nấm Độc là đối tượng tổ chức, cầm đầu, nhưng phạm tội tích cực, hợp tác với Huy để trốn khỏi trại tạm giam. Hoàng với danh nghĩa là đàn em của Huy đã giúp sức cho hai đối tượng trốn trại. Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Viết Huy 5 năm 6 tháng tù, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phải chấp hành là 25 năm 6 tháng tù. Nguyễn Văn Nưng bị phạt 4 năm 6 tháng tù, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ 12 năm tù về tội giết người, phải chấp hành là 16 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Minh Hoàng bị phạt 3 năm 6 tháng tù, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ 3 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phải chấp hành là 7 năm tù. Đối với Phạm Hữu Việt, nhà giáp trại tạm giam, người có hành vi ném các cây nem, chả, trong đó có lưỡi cưa sắt, tòa nhận định Việt không biết bên trong có lưỡi cưa nên không xử lý hình sự. Đối với Võ Ngọc Thiện là phạm nhân tự giác, người cho Huy và Nương thuê điện thoại mỗi lần từ 5 đến 7 triệu đồng gọi ra ngoài, tòa sẽ xử lý trong vụ án khác. Trong vụ án này, ngoài 3 bị cáo Huy, Nương và Hoàng, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đại úy Lê Minh Sơn, công tác tại đội cảnh sát bảo vệ nhà tạm giữ Công an Bình Thuận. Đại úy Sơn bị cáo buộc là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để mang điện thoại di động vào cho những người đang bị tạm giữ để sử dụng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!